Nếu các bạn đang muốn tìm một nơi nào đó để chiêu phòng yêu, bạn bè thì cái thông qua đơn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của bạn. Minasan konnichiwa. Bảo Phi Nihon no Sekaju Channel desu. Và hôm nay Bảo Phi sẽ dẫn các bạn đến một trong những nơi sống ảo nổi tiếng ở Đà Lạt đối với những bạn trẻ và khách du lịch. Mỗi năm địa điểm này thu hút hàng triệu lượt khách tham quan và check-in tại đây, và đó chính là cây thông Cô Đơn. Vậy cây thông Cô Đơn ở đâu? Bảo Phi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để đến cây thông Cô Đơn một cách tinh tế nhất. Các bạn sẽ tìm kiếm Google Maps với từ khóa cây thông Cô Đơn. Từ đường chính chúng ta sẽ gặp đường mòn đi cây thông Cô Đơn, có bạn chỉ dẫn như thế này. Và trải qua chúng ta sẽ đến được cây thông Cô Đơn. Ủa, ai cũng đi vậy mà tinh tế chỗ nào? Đùa thế thôi các bạn. Và đây là cách đến cây thông Cô Đơn tinh tế nhất. Từ đường chính chúng ta sẽ có bảng hiệu Sơn Thủy Quán, chạy vào 200m, sau đó sẽ thuê thuyền đi cây thông Cô Đơn. Và Bảo Huy đang có mặt ở hồ Suối Vàng. Nào, chúng ta cùng lên thuyền. Và trước mắt các bạn là núi Lang Biang. Và Bảo Huy cũng có làm video về Lang Biang, mấy bạn nhớ ủng hộ nha. Vậy ưu điểm của cách đi này là gì? Tiết kiệm thời gian và quãng đường rất nhiều so với cách cũ. Không phải đi xe như cưỡi ngựa. Được trải nghiệm đi thuyền. Thanh thản ngắm cảnh xung quanh hồ Suối Vàng. Sau một hồi sống ảo cực nhọc, chúng ta có thể quay lại Sơn Thủy Quán, nghỉ chân và dùng bữa tại nơi đây có nhiều món đặc sản núi rừng. Có ưu thì cũng phải có nhược điểm, đó là tốn chi phí 100.000 một người. Mặc dù tốn một ít chi phí, nhưng Bảo Huy vẫn khuyên các bạn nên đi theo cách này. Và xin gửi một vài lời lưu ý đối với những bạn muốn thử thách chinh phục đoạn đường mòn và cây thông Cô Đơn. Đối với những bạn thuê xe, nên chọn loại xe số và không nên đi xe ga nha. Dốc đi cây thông Cô Đơn rất đứng và đường gập ghềnh, xe ga sẽ không leo nổi đâu. Và nhớ là phải kiểm tra thắng đàng hoàng nè, tuột dốc một cái là lủi vô cái cây luôn à. Và một điều hết sức lưu ý đặc biệt, nếu trời mưa, tuyệt đối không đi đường mòn. Vì trời mưa đất đỏ sẽ rất trơn và cực kỳ nguy hiểm. Mà nếu có vô được thì chắc về tốn kha khá tiền ô mô. Lấp ló phía xa kia là nhân vật chính của chúng ta. Vậy tên gọi cây thông Cô Đơn xuất phát từ đâu? Đà Lạt là một thành phố tình yêu, cái gì cũng có đôi có cặp. Vậy có sao cây thông Cô Đơn lại đứng lặng lẽ một mình giữa cánh đồng cỏ? Và từ đó có tên là cây thông Cô Đơn. Chúng ta đã đến được cây thông Cô Đơn. Và đây là cảnh vật xung quanh.
rất đẹp phải không các bạn? Quả đúng là một nơi sống ảo chịu view lý tưởng. Hãy cùng đến đây cảm nhận và trải nghiệm nha các bạn. Cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên hoang dã. Mọi áp lực trong cuộc sống và công việc hàng ngày đều được tan biến khi ở đây. Nếu các bạn đang muốn tìm một nơi nào đó để chiêu cùng yêu, bạn bè thì cái thông cô đơn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của bạn. Vì cái thông cô đơn không chỉ nổi tiếng ở cái tên, mà vì cảnh ở nơi đây rất đẹp và yên bình. Bên cạnh đó, bầu không khí se lạnh của Đà Lạt, khung cảnh đó sẽ khiến bạn thư giãn, quên đi những căng thẳng, lo cho cuộc sống và công việc hàng ngày. Ngoài ra, có thêm kỷ niệm đẹp về thanh xuân rực rỡ của mình. Và video cây thông cô đơn, nơi sống ảo triệu view đến đây là hết. Nếu video hay, nhớ like và đăng ký kênh cho Bảo Huy nha.